Bà nó khù lắm á, bà không có nhà ở nè, là không có gạo ăn nè, có tôm nè, không có tiền nè. Bà ơi, ơ một mình bà là bà khổ lắm hả? Nó sống á, là nó bệnh á, bệnh đau đau chân nè, nói đau đau đó đau, là nó tôi không có tiền nè để mua thuốc uống, nó Dạ. dạy có tiền là xin tiền người ta nè, người ta cho là vô là 1 tam, vô là 50, là Dạ. đi mua nhắc đau nè, nhặt đau lưng này nè, đau bụng nè, Dạ. không có tiền đâu. Hôm bữa là đau bụng gần chết luôn á. Dạ. Hôm nay lại tiếp tục lang thang cả nhà mình. Lời đầu tiên, Đi Chơi Lang Thang xin gửi lời chúc tốt đẹp, lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình. Chúc cả nhà mình một ngày mới có thật là nhiều niềm vui và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Hiện tại thì Đi Chơi Lang Thang đang có mặt tại một cái cánh rừng thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay có hai người bạn đồng hành cùng với Đi Chơi Lang Thang mang vác những cái thiết yếu, những cái món quà tình thương đến tặng cho bà con nghèo miền núi. Đi Chơi Lang Thang đã đi được một đoạn xa rồi và tới đây thì ghi hình chia sẻ đến cả nhà mình những cái hoàn cảnh của bà con nghèo miền núi và núi rừng thiên nhiên. Mời cả nhà hãy trải nghiệm cùng với tem của Đi Chơi Lang Thang nha. Ở nơi đây có một con suối, nước rất là nhiều cả nhà. Thì sáng sớm thức dậy rất là sớm, rồi tranh thủ mình chạy xe lên đây và mình sắp xếp thời gian để đi vào trong rừng. Mong rằng chuyến hành trình hôm nay sẽ gặp được nhiều may mắn. Cả nhà mình nhìn view đẹp không cả nhà? Hôm nay thì trời mưa rất là sớm cả nhà. Mưa thì không có lớn nhưng mà đủ để cho mình ướt áo, nhưng vẫn cố gắng để mang vác những cái thiết yếu vào trong rừng để tặng cho bà con. Đây là con đường mòn dẫn vào trong một cái ngôi làng nằm sâu trong một cái thung lũng núi, có những cái hoàn cảnh của bà con nghèo đất lây sinh sống. Cuộc sống của họ rất là khó khăn và vất vả. Mỗi một ngày mình làm được một việc tốt thì mình cảm thấy trong lòng mình rất là vui vẻ cả nhà. Đi xa thì không có mang vác được nhiều. Mình đến thăm một đến hai hoàn cảnh rồi, ngày mai, ngày mốt, ngày kia mình sẽ quay trở lại thăm những cái hoàn cảnh tiếp theo. Hai người bạn đồng hành vẫy tay chào cả nhà mình đi, hai người bạn đồng hành. Giới thiệu với cả nhà mình, đây là bạn Hòn và bạn Lì. Những tập video trước hai bạn cũng đồng hành cùng với Đi Chơi Lang Thang. Hiện tại bây giờ là gần 8 giờ sáng cả nhà. Cả nhà mình xem hình ảnh của người đồng bào Rắc Lây này cả nhà. Mang dép đi săn quần đi trên núi nè. Bà không sợ rắn hả? Hả, có sợ rắn hả? Dạ. Đâu không sợ. Bà phải mang giày mang ủng vào chứ. Nè rắn nè, chứ mà nhiều người dám cắn đâu. Rắn không dám cắn bà hả? Bà tôi nghiệp lắm là nhiều người dám 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 rằng nhiều cắn hả. À, bà nói là rắn không dám cắn bà đâu cả nhà.
Ui. Đây là chuồng gà nhà bà đó hả bà? Hả? Trong gà. Quay chuồng gà cho cả nhà mình xem nè. Nhìn rất là lạ lẫm cả nhà. Nhà bà ở dưới một cây sồi rất là to luôn. Ở xoài nữa nhờ con tới đây con tái à, chữ đã chào nhiều quà nhiều quà nập Ồ, chào cô. chào cô Cô đang làm gì thế? đứng bắp Đang nướng bắp hả cô? Cô là gì của bà? Là con hả? Cô là con của bà hả? Không phải nhà bên kia Nhà bên kia. ừ. Qua đây dạ chơi. qua đi chết đi rễ chứ măng bụi đi rễ Dạ. Đây là nhà bà đó hả bà? nhà bà Bà sống đây với ai bà? hả Bà sống đây với ai? bà sống ở trên núi luôn á Không, ý con hỏi bà là bà sống với con của bà hay là sống thêm một người nào đó đó? sống của mình nè Sống một mình. à. Trời ơi. à, chuyện bỏ ra rồi đừng thà Sống một mình thiệt hả bà? thiệt cho sao có thiệt á đào lao Dạ. Ông xã bà đâu? ông xã hả Dạ. ông xã chết láo rồi Ông xã mất rồi. mất rồi Dạ. Bà không có con cái gì hả bà? hả Con của bà? con có ba một đứa đi ở trong làng quê còn đi học á Bà có một đứa con thôi. một đứa con là ba đứa con nó chết hai đứa Ồ, dạ. là sống một đứa Dạ. Con trai hay con gái bà nha? con trai con gái Con gái. à Dạ. Có hay vào đây thăm bà à hôm qua là đi thăm bà không? Bà ăn sáng chưa? hả Bà ăn sáng chưa? chưa Chưa ăn sáng. chưa ăn á Dạ. sao dạ đẹp vậy la Bà nấu cơm chưa bà? bà chưa nấu cơm á Chưa nấu cơm luôn hả? giờ chút nữa nó cơm á Dạ, chút nữa là nấu trưa là ăn thay buổi sáng luôn. ăn buổi sáng luôn Dạ, hôm nay là bà ăn món gì bà? hôm nay là bà ăn bắp bắp là nên đi chưa đi kiếm canh á canh thấy đồ á canh đồ á Dạ. giờ chưa đi kiếm Chưa đi kiếm. chưa đi kiếm mình đi tới nhà mình từ đâu ạ nên canh ăn á Dạ, đi hái lá đu đủ về nấu canh ăn. à Con quên hỏi bà tên gì, bà cho con biết tên đi bà. bà hả Dạ. bà là tên gớm Tên gớm, 85 tuổi. tâm 85 Dạ. Đây cả nhà mình xem hình ảnh của bà con nghèo đồng bào miền núi nè, người đồng bào Đắk Lây. Cô tên gì cô? thêm Cô tên Thém. Dạ. Cô lớn tuổi chưa? 49 tuổi 49 tuổi rồi. À, cô chia sẻ là nhà cô bên kia, cô qua đây chơi với bà. Vậy là cái hoàn cảnh một của đứa bà con là sống một mình hả cô? một đứa con Dạ. đã u hai giờ cái Bà con mình đến trên đây mình làm công việc gì để mình không phải kiếm cái đồng tiền cô? làm đây không Làm rẫy thôi. ông xã này bên chơi bên lâu rồi hai ba ba năm rồi chứ tại biết năm tay chú luôn À, ông xã cô cũng mất rồi. không có mất năm tay xã luôn bên tại biến Dạ. 3 năm rồi con đò là biến tâm thần đi Con đầu bị tâm thần. Cô có mấy người con? hai người Dạ, hai người. bắt giờ đây một người con một người Vậy là hiện tại bây giờ là cô sống một mình. ông xã ở làng chứ mình đi về Dạ, là cô có nhà dưới làng. Dạ. nằm kia chứ À, nhà bên kia. Cô sẽ hỏi thăm hoàn cảnh của bà và chút xíu nữa cô sẽ qua bên nhà của cô hỏi thăm hoàn cảnh của cô nha. Cô nướng bắp để ăn sáng hả? Có kênh mà ăn chứ Sao mình không nấu cơm ăn cô? hết gạo rồi nặng nữa mua gà lại Hết gạo rồi.
Ông xã bị miết ngày chứ không có tiền đi bên biển, có tiền mua gạo ăn chứ. Bố tôi ông xã đi làm thì có ăn. Dạ. Bên đường có, còn biển đâu có làm được chứ. Cô ở trên đây lâu chưa? Lâu rồi chứ, 10 năm, 20 năm rồi. 10 năm, 20 năm rồi. Vậy là cô ở trên đây cô trồng bắp, trồng bãi bả thôi. Mà quên một ạ xã hay xã là cả. Đây đi mấy gà đó. Mấy gà ạ xã. Trồng bắp. Nụ bắp chui. nó túi quá. Đấy bụng lắm, ăn bắp. Đói bụng lắm hả? Ạ xã quên chắc hả? Giá bị đu cái này nè. Mình ở trong đây thì bao nhiêu lâu mình mới xuống làng một lần cô nha? Bao nhiêu lâu cô mới đi xuống làng một lần? Sáng đi chiều, đi thì mưa. Mua 3 ngày mình đi xuống, đi mua bột ngọt ăn chứ. Dạ. Ở trên đây khi nào mà hết mắm muối, hết thức yếu là mình xuống thôi. Chứ không là mình ở trên đây luôn. Dạ. Có xe mà đi bộ mệt lắm, nên sợ người ta bắt cóc. Trời ơi, đi bộ từ dưới làng lên đây. Mỗi lần cô đi như vậy là mất bao nhiêu cây số và bao nhiêu tiếng đồng hồ? Cô biết không? Không biết. Không biết. Đi một buổi không? 8-9 à. 8-9 đồng hồ á. 8-9 tiếng đồng hồ. À mấy tiếng. Ôi trời ơi. Nó xa lắm à. Dạ. Nó xe là không có xa. Nếu không có xe là đi bộ là nó xa lắm. Dạ. Đi dọc nữa nè. Đi ở từ núi á. Ăn đi con. Dạ cô ăn đi. Trời ơi, hình ảnh bà con người đồng bào Đắk Lây ăn sáng rồi nướng trái bắp ăn cả nhà. Rồi ăn trái bắp vậy có no không? Uống nước ngon chứ không? No. Uống nước ngon. Ôi. Sáng nào cũng ăn bắp hết hả cô? Sáng ăn, đấy. Cô tiền mua tôm ăn, có từng ăn bắp. Dạ. Vậy là nhà cô hết gạo rồi. Hết mì tôm luôn. Con có mì tôm cho sáng. Một vậy trưa nay cô dự tính là cô ăn bắp nữa hả? Bắp đi xong đi quay bò, đi bò người ta về. Dạ. Cô chặn bò thuê cho người ta. Cô chặn bò bao nhiêu con? Hai con. Nhỏ hai con. Chặn cho người ta như vậy rồi tới tháng người ta có cho tiền mình không? Con ở chỗ. Chuyện gì nhói hả? Đi chưa rẻ cho một con trước cho bà, sao cho kia. À con hiểu rồi, nuôi rẻ có nghĩa là nếu mà con bò nó đẻ ra, con đầu tiên là của mình, con thứ hai là của người ta. Dạ con hiểu. Sao cô không nướng cho bà một trái bắp đi? Ăn đi. Ăn chưa hả? Ăn sáng mà. Ăn sáng ăn đi nha, tí nữa nha. Bà cho con hả? Hả? Bà cho con hả? Hả? Dạ bà nướng cho con 3 trái được không? Tại vì hôm nay con đi 3 người lận. Ồ, sợ chị, đâu có sợ. Bà cho con 3 trái nha. 3 trái hả? Dạ. Đến là một lần. Xin bà 3 trái bắp. Để ăn trải nghiệm bắp của người đồng bào miền núi. Bắp này là bắp đá. Bắp này ăn có cứng không cô? Không cứng. Không cứng hả? Dạ. Tăng lên đít nè. Lai, bắp lai. Dạ. Lấy mấy cái. Dạ, 3 trái. 3 cái hả? Dạ. Vậy là bà sống trên này một mình là lâu rồi. Rồi cuộc sống của bà như thế nào bà? Bà có gặp khó khăn không? Khó khăn chứ. Ở là ở trên núi không à? Ở trong làng cái gì mà ăn? Không có tiền mà ăn á. Dạ. Không có tiền nè. Có tiền thì nó ở trong làng. Có tiền là ở trên núi là đi hái cành ăn nè. Cành cái gì ăn là được không à? Đưa ăn sống. Dạ. Bà sống một mình trên đây không buồn hả bà? Hả? À? Có buồn không? Không. Không buồn hả? Quen rồi hả? Quen rồi. Có sợ quen ngủ rồi á. Con thấy ở nơi này khá là vắng vẻ á. Về đêm chắc sợ lắm hơn cô ha. Sợ ma. Bà có sợ ma không bà? Ma là sợ chứ. Biêu bà này là ngủ theo á, nó túi. À, con hiểu rồi, ý là ngủ theo á. Ý là cô cũng ở một mình, bà cũng ở một mình, rồi rủ nhau rồi ngủ chung với bà cho vui. Ăn cho bà luôn cho. Bà sợ ma lắm hả? Sợ chứ.
Sợ mà cung cấp không có sợ đâu. Nó cung cấp mà nó ra nó lấy cái muộn nó chắc. Ui trên đây có cọp hả? Không. Chứ sao bà nói là sợ không sợ cọp? À thế quá. Bắt đây là bà phải nướng cho con mới ăn được chứ. Ăn thiệt hả? Dạ. Nướng nha. Dạ. À, đây, đây. Bà chịu khó nướng giùm con nha. Dạ. Bà nói là bà không có sợ con cọp. Nó chơi ma thôi, thôi. Nó chơi thôi, sợ cho con cọp cũng sợ nè, con ma cũng sợ nè, sợ dạ. Hết luôn á. Con nghe nói là ở núi này là ngày xưa là cọp nhiều lắm. Ừ. Đâu. Mà bây giờ thì hiếm rồi. Bây giờ hình như là cọp đi lên núi cao rồi. Hả? Sợ người chứ, bên này sợ người. Người ta ăn cọp, ăn túng. Sợ con cọp nữa. Hôm bữa con nghe cái hoàn cảnh của một bà bên kia cũng chia sẻ là bà gặp cọp rồi. Gặp hả? Dạ. Nhưng mà con cọp gặp mình là con cọp bỏ chạy luôn. Tình lắm. À. Cả nhà mình có tin ở nơi đây là có cọp không cả nhà? Cũng có nhiều người họ đã bắt gặp cọp rồi. Đã, tân hình, tân nhưng mà khi mà chia sẻ thì không có ai tin. Nhưng thật sự mà nói là người lớn, người già người ta không có nói xạo. Người ta thật lòng người ta kể chuyện. Bà cho con tham quan nhà bà chút xíu nha. Chua tôm thật vậy đó. Chua, dạ. Hả, cái nhau quá. Nước là bà nên lấy dự trữ đây thôi bà. Múc nước bên kia. Cái này là múc dưới suối lên. Múc nước suối luôn. Uống nước suối luôn. Tắm nước suối luôn. Tắm nước suối luôn. Trời ơi. Nước suối này có trong không bà? Có trong không? Có sạch không? Sạch chứ. Dạ. Bà có đánh qua phèn chua không? Không hả? Nước không phải là uống nước ở đường quân đi hôm nay không có. Dạ. Là nước ở bên kia á. Dạ. Nước ở bên kia uống á. Dạ. Uống nước này á, uống quanh năm quen rồi, nếu mà không quen cái bụng á thì sẽ quen rồi, quen uống quét. Rồi á. Dạ. Cái bụng quen mới uống được. Quay bên trong ngôi nhà cho cái nhà mình xem nè. Nhà của bà bên trong nè. Thấy bà đỡ là ba bao bắp. Bà bắp bắp. Bắp này là bà dự trữ để bà làm giống hay là bà dự trữ bà dùng bà? Làm giống cho. Dạ. Nhìn ngôi nhà của bà thì rất là đơn sơ, không có món đồ gì gọi là giá trị cả. Cái ngôi nhà của bà thì bị nghiêng qua một bên rồi. Ở đây tôi chưa thấy có trái bí nữa. Bí. Ngôi nhà của bà về đêm nếu mà mưa to thì có bị dột không bà? Mô tô là ở được á. Chào cô. Đây là hình ảnh như bà con người đồng bào Rắc Lây nữa nè cả nhà. Ở trên núi mà như dưới làng á, vui lắm. Cô tên gì cô? Dạ cô tên Chị Vân. À nhà cô cũng gần đây hả? Dạ gần đây. Ồ dạ. Một đi vô nếp không? Con ở giường ở mở. Hồi lại bọc vẽ mít phải đâu có ở này mẹ hả lỗ. Tại người bọc xã hồi nè, ở quê ở nè. Bọc nên đến. Ấp chưa chín hả bà? Chưa chín nè. Chút nữa nó chín nha. Bắp của bà nướng lên nhìn trái bắp nó vàng đẹp quá ha. Nhìn cái màu bắp á đẹp. Nhìn ảnh bà con trên đây sao thấy thương quá cả nhà. Ngon không cô? Ngon, ăn một đại cơ. Cơ ăn. Mà cà lắm. Mẹ đi con một nhìn dặn một lạc bò. Chuyện sẽ nhớ bị nhung bà thằng ở đây nhỉ. Nhìn cô ăn ngon miệng quá ha. Cô đặt cô răng nữa. Bể hết lưỡi răng. Ăn bắp riết mà bể hết răng hả? Đại cho đại bụng ăn đại. Ăn xong uống nước vô là no. Đi rồi. Chút xíu nữa cô dắt con qua nhà cô tham quan chút xíu nha.
Cả nhà, đây là hình ảnh của bà con người đồng bào Rắc Lây miền núi. Hôm nay đi chơi lên thang vào trong đây thì hoàn cảnh đầu tiên là đi chơi lên thang bắt gặp hoàn cảnh của bà, làm quen với bà, nghe bà chia sẻ cái hoàn cảnh của bà phải nói rất là khó khăn. Bà nói là bà sống có một mình thôi. Dạ. Rồi bà ở trên đây một mình rồi bao nhiêu lâu bà mới xuống làng một lần? Bà lâu lâu mới xuống một lần á. Hết gạo, hết mắm mới xuống một lần? À, có tiền thì đi, có tiền thì ở từng núi luôn á. Dạ. Rồi bà sống trên đây bà có kiếm ra được cái đồng tiền không? Không có đâu. Kiếm sao già rồi kiếm được á. Già rồi kiếm không được nữa. À. Bà chồng rẫy của bà đó chồng cái gì bà? À, rẫy của bà là trồng bắp nè, trồng khoai mì nè, tài la đu nè, nó khoai mì, khoai lang, lá đu á, trái đu, nó ấy đậu nè. Đậu nữa hả? À, đậu nữa nè. Rồi bà có hái những cái trái của cái cây đó đó, bà có đem xuống làng bà bán không? Là nó có trái thì nó bán, nó có trái thì cho con bò con ngan ăn chứ. Dạ. Có cái gì mà trái này nó hái, nó trái có hái 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 đâu mà nó có trái mà hái. nó mưa lớn á. Dạ. Nó mưa lớn là nó có trái. Dạ. Nó mưa nhỏ nhỏ nó trái chứ. Dạ. Mình trồng những cái cây đậu cây bắp đó thì mình cầu mưa. À. Có mưa mới có trái. À. Còn không có mưa thì nắng thì khô hạn thì không có trái. Không có trái. Dạ. Có trái là bó tay luôn á. Bó tay luôn hả? Ờ, bó tay luôn á. Lấy lóc qua ngày thôi, có cái gì ăn cái đó. Hả? Bao nhiêu lâu rồi bà mới đi xuống chợ mua cái mua thịt về ăn? Không, không có tiền mà đi. Không có tiền đi hả? À. Ở trong làng là người ta ở trong làng là có người mới người á, có tiền thì người ở trong làng, có tiền thì ở trên núi không hả? Dạ. Hai ba đứa luôn á, có ở trên núi luôn hả? Dạ. Bà có biết là sắp Tết rồi không bà? Hả? Sắp Tết rồi đó. Sắp Tết rồi hả? Dạ. Tết này bà có xuống nhà làng không? Không có tiền mà đi xuống nhà làng. Không có tiền đi xuống. À, ở trên đây luôn. Ở đây luôn. Ngủ ở đây luôn. Ở một mình buồn chịu nổi bà? Ơ, à, sợ gì. Rồi ban đêm rồi tâm sự cùng ai bà? Ừ. Hả? Chắc ở trên đây là ngủ sớm mà cô ha? Ngủ sớm nha. Mấy giờ là bà ngủ? Mấy giờ là nó tối là chờ là 4 giờ là 5 giờ là ngủ. Dạ. À, ngủ xong là... Khi nào mà sắp tối là ngủ thôi. À, xong mà buổi sáng là bắt đầu là đi làm cò nè, đi chăn bò nè, đi đào là biết, xong ta đi lung tung ở trên núi á. Dạ. Đi kiếm canh ăn nè, để lấy khoai ăn nè, để lấy chắc chuối ăn nè. Không có gạo thì mình hái mấy cái đó về mình ăn thay cơm. Ờ, có gạo thì ăn gạo, có gạo thì ăn bị bạ thằng ăn đu sống á. Dạ. Khổ quá hả bà ha? Khổ chứ. À, con nói bà như thế này, hôm nay con đi vô đây á, là con là bên chương trình đi trải nghiệm núi rừng và tìm hiểu những cái hoàn cảnh khó khăn bà con nghèo miền núi. Thì vào trong đây á, thì con có mang vác những cái thiết yếu như là mì tôm, gạo và cá khô. Thì đi vào đây xa xôi quá nên con chỉ mang vác được một hai phần quà thôi. Ờ, nói lại là cảm ơn dạ. Con nha. Ở đây là ba hoàn cảnh cả nhà, nhưng mà Đưa Chân Lên Thang ở đây là có cá khô thì Đưa Chân Lên Thang đem theo 6 kg, một thùng mì tôm với một bao gạo 25 kg. Thì nghe bà chia sẻ thì cuộc sống của bà sống một mình thì khó khăn. Dạ. Thì Đưa Chân Lên Thang xin phép là nhường cái phần quà này cho bà. Dạ. Là gạo và lại mì tôm. Đây con tặng cho bà là một thùng mì tôm. Nhà bà còn mì tôm không? Dạ, không có đâu. Không có. Hả? Dạ. Không có mì tôm, có gạo. Dạ. Thì ở đây là cũng có là 6 kg cá cơm khô. Cái cơm này ăn rất là ngon.
Dạ, con tặng cho bà 1 ký nha. Dạ. Cái này là bà hái lá giang, bà nấu canh chua, hoặc là bà chiên gì đó, bà ram bà ăn ha. Cảm ơn nha. Đây là tặng cho cô 1 ký. Ăn không hết thì phơi nha cô bà nha. Mình để lâu á, mình phải phơi á. Chứ mình để lâu là mình không phơi là mốc. À. Rồi tặng cho cô ha. Nhà bà có đèn năng lượng mặt trời chưa? Chưa. Yeah. Là ban đêm bà sinh hoạt, bà lấy ánh sáng đâu mà sinh hoạt? À, nó đèn, đèn chút xíu á. Đèn cầm tay á hả? À, rồi đèn có... chút xíu này nè. Rồi có đủ ánh sáng không? Đâu, không có đâu. Không có đủ. À, cô sẽ tặng cho bà một cái đèn năng lượng nha. Cái đèn này là đèn này là của cô Tư ở Bình Dương. Ừ. Đã yêu thương bà con nghèo miền núi. À, gửi gắm cho con à, để con tìm hiểu những cái hoàn cảnh nào mà chưa có đèn năng lượng thì con sẽ trao tặng. Cái đèn này sáng lắm nha bà, sáng lắm á. Ừ. Chút xíu nữa con sẽ hỗ trợ bà bắt lên nha. Dạ. Rồi để qua một bên. Ồ, chị cầm cái lửa đó là xin lửa bà về để nấu hả? Dạ, đúng rồi. Chứ chị không có quẹt lửa hả? Dạ, hết quẹt lửa rồi. À, hết rồi. Trời ơi. Thôi chị lên tính thêm ghế nha, ghế sau ha. Trời, xin lửa đi mà nấu cơm cả nhà. Bà ơi. Dạ. Ở đây thì cũng có mắm muối bột ngọt dầu ăn nè. Để con lấy nó cho bà xem nha. Dạ. Ở đây là cũng có xì dầu. Nhà bà còn xì dầu không? À, xì dầu có đâu. Không có hả? Không có đâu. Có mắm không? Có mắm đâu. Không có luôn hả? Không có luôn hả? Mắm cũng có, xì dầu cũng có, bún ngọt cũng có, dây chuyền cũng có. Cái gì cũng không có hết vậy? À, tiếng đâu mà mưa. Là con đi quê thở, đi quê tới nhà kia. Dạ. Không có đâu. Ủa vậy đó hả? À. Nó có thì đồng có muối nè, có dầu nè, có xà phòng nè, có đâu. Ba lăm tiền có được á. Dạ. Ba nó, ba già rồi, ba lăm tiền có được. Bà đi ngủ được á. Dạ. Bà ở tỉnh núi không à? Rồi không có mắm muối vậy rồi. Ví dụ như bà hái lá cây, rồi hái lu đủ, bà làm canh rồi bà nêm ăn gì? Là nó nói là à, nó quăng nó xuống á, quăng nó thàm á. Dạ. Là con đem à, một cái bé dây chuyền. Ví dụ nha, một dây chuyền là 10.000. Dây chuyền 10.000. À, dây chuyền 10.000. À, mắm có đào mắm. Dạ. Là bún ngọt. Dạ. Là có bún ngọt, dây chuyền có. Dạ. À, có tiền nhiêu, à, tiền đi quần đi học nữa nè, cho quần học nữa nè. Dạ. À, quần học hồi sáng con nhỏ, quần học mới giáo. Dạ. Ý bà nói là con của bà là ở dưới làng. À, có một đứa con. Một đứa con. Dạ, ở dưới đó là chăm con, lâu lâu mới lên đây thăm bà. Ờ, lâu lâu mới thăm á. Dạ, mỗi lần lên là chỉ mua một ít đồ lên tặng cho bà thôi. Ờ. Dạ. Chứ bà không xuống làng, bà ở trên đây luôn. Ờ, bà không xuống làng, bà ở trên này luôn. Dạ. Ở đây là một bịch bột ngọt này bà. Bột ngọt con để đây nha. 1 ký đường. 1 ký muối. Dạ. Ở trên đây bà rất là cần muối đúng không bà? Bà con miền núi thì họ rất là cần muối nha cả nhà. Tại vì khi mà họ nấu canh đó là họ cần muối để nêm. Còn mắm thì ít dùng. Bà có uống trà không? Dạ. Dạ. Không có đâu. Không uống hả? Uống biết chưa? Biết. Nhưng mà không có được uống hả bà? Không có đủ. Đây tặng cho bà bịch trà. Trà đó trà ngon. Ừ. Trà dầu to luôn. Ừ. Siêu to khổng lồ. À, cảm ơn nha con nha, cảm ơn con nhiều lắm á. Bà có thích chai này không? Thích chứ, sao có thích. Con hỏi thiệt bà chứ bao nhiêu lâu rồi bà chưa được ăn thịt? Ừ? Thịt heo á. Heo hả? Dạ. Không, con thịt heo đâu. Thịt heo có, không có đâu. Thịt gà không có nè. Đơ cá khô không có nè. Không có cái gì hết, không có tiền á. Không có gì hết đó hả? À, vậy ăn lá cây rừng thôi. Ăn cây rừng không, sống cây rừng không à. Ăn lá đồ nè, có lá thì ăn lá, là có tái thì ăn tái. Nếu có ở nhà là đi xin người ta ăn, người ta cho một cái là ăn á. Xin người ta nữa hả? À, xin tới đồ người ta á, nó dạ. Người ta có tái nha. Đi xin xong là để tới nhà thì nó
làm ăn. Ăn cơm là nấu gạo thì có người quần nó ra, quần gà 1 ký, dù là 2 ký, là dạ. Đi về ăn. Là hết gạo là ăn bắp. Là ăn bắp cũng được, là già già cảm ăn. Dạ. Rằng già cảm ăn á. Khổ vậy đó hả bà? Khổ á. Nghe bà chia sẻ thấy thương bà quá cả nhà. Đây là xà bông gội đầu nha bà. Dạ, cảm ơn. Nhà bà còn xà bông gội đầu không? Không có đâu. Xà bông không có nè. Cái gì xà bông giặt đồ không có nè. Không có tiền mà mua. Rồi bà tắm bà không gội đầu luôn hả? Tắm không. Bà tắm bao nhiêu lâu rồi bà không gội đầu? Lâu rồi á. Lâu rồi là tắm chứ xà bông mà tắm. Giặt đồ mấy là ngày giặt... rồi chưa gội đầu? Ba bốn ngày. Có là nó quân nó mua nó tắm là một ghế phong này. Bây giờ 2 lần 3 lần nó giặt á. Là nó cái phong này nè. Nó là một ghế nè, 2 tháng 3 tháng nó hết. Một bịch xà bông như thế này nè là mình dùng 2-3 tháng mới hết. 2-3 tháng mới hết luôn. Dạ. Giặt đồ giặt quần á. Dạ. Ở trong đây là hình như là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 gói. 30 gói đây là một mình bà xài là bà nhắm tầm bao nhiêu ngày hết? Là 2 tháng 3 tháng. 2 tháng 3 tháng mới hết? 2 tháng 3 tháng mới hết luôn. Dạ. Nó hết thì thôi, có xà phòng mà. Hết thì khỏi gọi luôn hả? Ngứa sao? Hả? Không có xà bông gội ngứa đầu sao? Xà bông có là thôi. Tắm nước không à. Tắm nước xong là tối mới ngủ á. Dạ. Này xà bông con để đây nha. Đây xà bông giặt đồ. Một bịch này là bà giặt đồ bao nhiêu ngày mới hết? Này hả? Cái này là 3 tháng mới hết luôn. 3 tháng hả? Nó kem á. Bây giờ làm nhiều đâu, làm ít thôi. Dạ. Làm chút xíu thôi. Đào có làm nhiêu nghe bà nói thấy tội hà quá cái này. Rồi bà nấu ăn rồi chén bát xôn quánh rồi bà có rửa không? Có rửa bằng xà bông này không? Không có tiền mà rửa xà phòng, rửa không à. Quanh năm suốt tháng rửa không thôi. Rửa xong không à. Dạ. Không có xà phòng mà rửa xong thì nó bỏ ở trong rừng á. Thằng là nó cùng ăn canh ăn xong đi ăn lại. Có xà phòng nè. Xà phòng nè mà. Nha. Tại vì không có cá thịt nên cũng không có dầu mỡ. Không có cá, không nên có thịt. Rửa thì đỡ hơn. Rửa lại đỡ hơn. Rửa xong là nó bỏ từng nhà là nó ăn á. Dạ. Trời ơi sao khổ dữ vậy biết. Rồi con bỏ vô cho bà nha. Rồi bây giờ con hỗ trợ bà là rinh vào trong nhà để cất nha. Thấy bà lùi khụi thấy thương quá cả nhà. Để bỏ vào. Hôm nay á, là bà được tặng quà. Rồi được tặng năng lượng. Bà có vui không? Có vui chứ. Bà có mừng không? Mừng cho mình Túc Anh nó quần lên thăm bà. Là ba cảm ơn cho. Dạ. Hồi nãy là bà thấy con lên là bà sợ hả? Hôm nay là bà sợ nên nói người ta nói vậy á, người ta nói là người ta là nó là bắt xong là nó chết xong là nó bán, nó sợ á, người ta nói như vậy á. Dạ. Nên nói là người ta thấy phim á. Dạ. Phim nè, ví dụ là điện nè, điện thoại á. Dạ. Điện thoại á, nó thấy điện thoại là nó sợ lắm à. Người ta nói là thấy bắt cóc trên điện thoại. Rồi bà nghe được là bà sợ. Bà nghe là bà sợ. Sợ người ta bắt bán ngoài Trung Quốc hả? Bà là hôm nay á là con nó ra á. Dạ. Bà sợ bà gừng trái luôn á. Bà gừng trái bà sợ. Trái ngủ được là ba người rồi sao mà được. Dạ. Chết thì bỏ, sống thì
Già rồi mà sợ nữa. Già rồi sợ nữa. Có gì đâu sợ đúng không bà? Bây giờ con sẽ hỗ trợ bà bắt đèn năng lượng nha. Và bây giờ trước tiên thì Đinh Hòa vào ha. Rồi đi bà, con Đinh Hòa vào cho bà nha. Đi, vào nhà thôi. Trời, cái ngôi nhà của bà nó bị nghiêng qua một bên rồi. Cái ngôi nhà này bà xây dựng lên lâu chưa bà? Lâu rồi. 50 năm chưa? Chưa, một năm thôi, chưa có 2 năm đâu. Một năm thôi hả? À. Vậy là trước kia bà ở đâu? Hả? Trước kia thì bà ở đâu? Một năm thì nó rẹt hết luôn á. Cái ngôi nhà này ai làm cho bà đó? Quân. Con làm hả? Chồng có quân mình làm á. Úi trời. Con trèo lên có bị gãy không bà? Hả? À? Sao con thấy lung linh rồi? Ăn gãy. À, tặng cho bà là 25kg gạo nha. Dạ. 25kg. Ui. Rồi con để đây cho bà nha. Dạ, bà đây nè. Ngôi nhà của bà nghiêng qua một bên rồi, nguy hiểm quá. Khổ lắm mà, nhà có tiền mà đi mùa tuần á. Có tiền là có mùa tuần đào mùa bay bà nè. Dạ. Là nó hết rách xong là nó biểu quần, nó còn đi năm lâm mượn á. Dạ. Là ví dụ là 1 tam 2 tam biểu quần nó mưa á. Mưa xong nó lại nó dạ. Rách đó. Lâu chứ có lâu đâu nè. Khi 1-2-3 tháng nó rách chưa. 2-3 tháng nó mưa nó gió á. Dạ. Bà nói là bà không có tiền mua vài tấm tôn để chia lại cái ngôi nhà của bà. Mưa dột chỗ nào bà? Hả? Mưa bị dột chỗ nào? Dột ra. Dạ. Dột nhà hả? Dột xung quanh đây luôn hả? Rồi bà ngủ ở đâu? Bà ngủ ở đây luôn nè. Ngủ ở đây hả? Bà chưa nấu nè, kem hè, kem hôm qua hè, cơm hôm qua hè. Bà cho con xin phép nha. Đây cả nhà. Còn có một miếng cơm thôi. Không đủ ăn, không đủ nửa chén nữa. Chưa được nửa chén. Canh đây, canh hôm qua. Hôm qua. Ôi rồi bà ơi, thiêu rồi. Đây là bò. Đây này cả nhà, canh đây là canh canh mít. Canh đậu. Canh đậu. Canh đậu với bí. Bí đao. Đây này cả nhà. Ăn vậy đó. Ăn vậy rồi sao có sức khỏe? Sức khỏe là chút nữa nó cho ăn. Chút nữa cho chó ăn. Cho rồi ăn. Lá này lá gì bà? Lá này hả? Dạ. Lá gà đậu. Đậu đổ hay đậu giãn. Lấy lá này nấu canh đó hả? Nấu canh ăn á. Lấy lá đậu đỏ nấu canh ăn. Đậu đỏ đâu? Đậu giãn. Đậu giãn. Đậu giãn. Ôi trời, cả nhà thấy thương chưa? Bị héo hết trơn rồi. Cái lá này bà hái được mấy ngày rồi? Hái hôm qua. Hái hôm qua. Là tính là trưa nay nấu cái này ăn đó hả? Tính là nó hái đồ này là ăn thì canh thay đồ đó. Dạ. Là biến bỏ ở đây luôn. Dạ. Nó ít lắm. Có nhiều á. Cái rổ cũng bể hết trơn rồi, bể hết cái dành. Bể hết luôn, có tiền đào, có tiền mà mua á. Chó ăn. Mà nấu cái khác cho chó ăn được không? Dạ. Lấy nữa bà nấu cái khác mà cho chó ăn được không? Cái này thiêu rồi. Chút nữa nó ăn á. Dạ. Chút nữa. Cái này là chưa có đấy. Các mấy chó ở trên đây thì cũng rất là tội nghiệp cả nhà. Chủ thì không có ăn, lấy đâu mà cho chó ăn. Ở đây thì được trên Lê Thang thấy có một quầy chuối. Chuối đó là để dành ăn. Để cho con lấy ra vậy thôi. Chia sẻ đến cái nhà mình đây nè, một quầy chuối nhìn rất là đã. Chuối đây là kêu bằng chuối sứ hả bà?
đúng không bà? À. Chú Sứ, chín rồi bà ơi. Nhìn qua chú đã ghê á. Mùa chuối như thế này thì bà có thể là đem xuống làng bà bán được chứ bà? À, chuối nè, người ta không có bán là chuối này chuối khác nè. Chuối ở trên núi, ở rồi là nó bán, chuối này nó ăn. Chuối này để ăn, không có bán. Để dành ăn, chuối này có người ta mua đào. Không mua? Không. Là chú này mà kêu bằng tên gọi là chú gì bà? Ờ, mình bà già nè, bà già quên rồi. Quên rồi. À, quên rồi. Bà cho con trái ăn thử nha. À, ăn đã, ăn thử. Chú này chắc ăn ngọt lắm á cả nhà. Đây nè cả nhà, nhìn cái trái nó vàng rất là đẹp. Rồi để lại cho bà ha. Dạ. Ủa, một mình bà mà nhà bà là có mấy cây rượu luôn hả bà? Một mình bà mà bà xài mấy cây rượu luôn? Dạ. Một cây rượu nè cả nhà. Hai cây rượu nè. Ba cây rượu nè. Bốn cây rượu luôn. Một mình bà xài bốn cây rượu. Ờ, bốn cây rượu. Nó có đây nên cũng được là làm được nè. Làm đây nên cũng được là làm được nè. Làm đây nên cũng được là làm được nè. À, cây nào lục thì làm cây khác. Ờ, cây khác. Bốn cây nè, đây bốn cây nè cả nhà. Năm sáu cây luôn chứ đâu phải bốn cây. Đây nè, đây nữa nè. Đây nè. Đây thêm cây nữa nè cả nhà. Ngắn nhỏ dài lớn gì có đầy đủ hết. Đủ hết. Lau mưa lau rồi mưa. Một cây rưỡi vậy bà mua bao nhiêu mưa tiền có bà? Tiền thì mua một cây, có tiền mua một cây là 100 rồi 50. Ui, cái con dao phay này. Cái này là làm cái này này. Con dao chắc chắn cả nhà. Bén rất là bén. Làm cái nhà. Dạ. À, con làm cái nhà. Mình thử chuối người đồng bào trồng này cả nhà. Mời cả nhà mình dùng một miếng chuối với chân lên thang nha. Mình chuối đã quá. Ngon hả? Thơm. Thơm hả? Dạ. Ngọt. Ngọt lắm cả nhà ơi. Phải nấu rất là ngon luôn á. Nó luộc ngon á. Dạ, luộc ăn cũng ngon. À, luộc cũng ngon á. Ngon ghê đó. Ở đây thấy có hai trái bí rồi nha. Bí này bà chồng đó thôi bà. Ba chồng á. Dạ. Bí này ăn cũng ngon á. Nhìn chắc chắn. Tại vì họ không có thuốc men ở cả nhà, cũng thiên nhiên á nên rất là ăn rất là tốt. Không bị bệnh tật. Bây giờ con sẽ hỗ trợ bà bắt đèn năng lượng nha. Thì những món quà đây thì bà đỡ một bên đi. Hôm nay tặng cho bà là mì tôm nè, rồi 25kg gạo, một cái đèn năng lượng và một ký cá. Và những cái thiết yếu như thế này. Rồi đỡ bên đây cho bà nha. Dạ. Yeah. Đỡ cho bà dùng. Được lâu. Một thùng mì tôm này một mình bà ăn có lẽ là phải 2 tháng mới hết. Đồ này là nó ăn là mới một ngày là một gói, một ngày một gói. Dạ. Là chắc là 2 tháng. 2 tháng. À, hai bà tháng. Có thể là làm canh. À, làm canh được không được nè, ăn không được nè. Dạ. À. Thích ăn canh thì nó ăn canh, thích ăn canh là ăn không. Dạ. Sao hồi trước bà không để thêm một hai người con nữa cho đông rồi về già thì có con cái rồi lo cho bà. Ờ, lo cho bà sao mà tiên mà lo cho bà đi con đi học ra đi học ngoài hả? Đi không được á. Vậy là bà tự sống tự lập thôi. Ờ, sống bà làm thôi, nó bạp cái gì ăn á. Rồi lỡ đêm hôm trên đây có lỡ có chuyện gì rồi ai giúp đỡ cho bà? À? Nửa đêm hôm á, bà ví dụ đau bụng hay trúng gió gì đó rồi ai giúp đỡ cho bà? Đâu giúp đỡ bà. Hoàn cảnh bà con nghèo miền núi nhiều hoàn cảnh thấy thương lắm cả nhà. Bà con sẽ hướng dẫn cho bà sử dụng cái đèn năng lượng nha. Dạ. Bà biết nè, là bên một... nè, ở... nè nè.
bên này nè. Bên này bên đó đó hả? Bên nhỏ này nè. Là chút nữa là biêu quần quả ở đây nên á là nó biểu nó sắc lại. Sắc ở tương lang á. Bên này đâu có đủ ánh sáng đâu bà. Đâu có sáng. Dạ, cái này chỉ đi cầm cái đi ban đêm thôi. Cái một đêm là nó tối, một đêm nó tối. Dạ. Bên này bà xài lâu chưa? Lâu rồi. Mấy tháng rồi? 2 tháng. 2 tháng rồi. À. Để con bật cái này lên rồi bà xem cái ánh sáng nó với cái ánh sáng này là cái nào sáng hơn nha. Cái này là sáng hơn. Rồi giờ bật cái này lên. Rồi bật cái này lên. Cái nào sáng hơn? Sáng hơn. Sáng không bà? Sáng rồi. Vui không? Vui á. Mừng không? Mừng á. Cảm ơn nha. Cảm ơn con á. Cảm ơn nhiều á. Cảm ơn nhiều hả? Đây không phải là đèn của con. Đây là đèn của cô Tư ở Bình Dương. Hả? Dạ. Bà có cảm ơn thì bà cảm ơn cô Tư ở Bình Dương. Đâu? Cô Tư ở Bình Dương. Cô Tư ở Bình Dương hả? Dạ, cô Tư đó, trong đó đó. À, cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha con. Dạ. Con lên á, cảm ơn á, cảm ơn nhiều á. Con biết ha. Cô Tư đang nhìn bà đó, đang nhìn bà nói. Cô, hả? Cô biết ha con. Cảm ơn bà, cảm ơn cháu. Vì cháu nó ra nó giúp đỡ con á, giúp đỡ bà. Bà nó khổ lắm á. Bà có nhà ở nè, là có gạo ăn nè, có tôm nè, có tiền nè. Bà ơi, ở một mình bà là bà khổ lắm à. Nó sống á là nó bệnh á, bệnh đầu chân nè. Nói đầu đó đầu là nó tụi em có tiền này để mua thuốc uống. Dạ, có tiền xin tiền người ta này, người ta cho là vô là 1 tam, vô là 50, là đi mua nhắc đau nè, nhắc đau lưng này nè, đau bụng nè. Em có tiền đâu, hôm bữa là đau bụng gần chết luôn á. Con mình là mẹ tôi chết rồi, mẹ tôi em có tiền đâu mẹ ơi. Là nó xin tiền người ta là có để cho người ta lại. Là mua bắp vô là bắp là 1 ký, thêm 1 ký là thêm 10 ngàn, 2 ký là 2 ngàn. Ôi trời ơi, bà đã nó xin xong là đi mua thuốc uống, đi thuốc uống xong là đi khám lại. Đi khám ở trong làng á, đi khám xong ở mẹ ở nhà như mẹ, ở trong làng như mẹ không, mẹ ở trên núi không à. Mẹ là cũng thích ở trong làng à. Mẹ là nghĩ là có cái gì mà ăn. Người ta ăn thịt ăn cá là không à, ăn bị bà ở trên núi là cha nó. Vậy là bà không ăn thịt là cách đây lâu rồi? Lâu rồi. Mấy năm rồi? 2-3 năm rồi. 2-3 năm là chưa được ăn thịt? Chưa ăn thịt đó. Thịt có cá, có bún ngọt. Bún ngọt là nó có thì ăn. Bún ngọt thì chiên có thì ăn, có thì thôi. Bổ mùi ăn á. Là những cái thức yếu như thế là bột ngọt, đường, mắm muối là khi nào con đem lên mới có. Khi nào mà con không lên thì không có. Con có lên thì con có tiền nhá, con đi làm mượn á, để và chồng con á đi làm là kệ nó, ví dụ là 1 tam, ví dụ là 2 tam là đi mua con ăn hồi sáng nè. Là ăn con nữa mua canh ăn nè, ở trong làng cái gì mà ăn. Có là đồ nè, có canh nè, ăn đi mua người ta 10 ngàn thì chục xíu, 5 ngàn thì chục xíu thôi. Ăn đỡ. Trời, nghe bà nói sao thấy xót xa quá. Là cuộc sống của bà là quanh năm suốt tháng là cứ lay lắt qua ngày thôi, ăn lá cây rừng đồ này nọ thôi cả nhà. Ăn cây rừng không hả? Dạ. Không có cái gì mà ăn á. Ăn kho lan, phượng mì, lá đu đủ. Lá đủ. Chùm bao, chùm bát. Lá đậu. Lá đậu, lá đủ. Lá bí. Lá bí. Có tái thì ăn tái. Có tái thì ăn bông. Có bông thì ăn đi kim canh cái gì, canh ăn canh rừng á. Ăn hết luôn á.
Con hỏi thiệt bà, bây giờ trong túi bà còn tiền không? Hả? Trong túi bà có tiền không? Bà còn bao nhiêu tiền? Đâu tiền này? Không có 1.000 nào luôn hả? Không, bắp này có này. Rồi, rồi. Nè, không có tiền đâu. Hết tiền luôn hả bà? Có tiền á, có 2-3 ngàn à. Không này. Cả nhà nhìn cái áo của bà nè. Cái áo của bà là không mất cái sẹo bà tia rồi. Không có cái sẹo bà tia. Bấn đại. Rồi bà lấy cái may mà may chỉ lại hả? Hả bà? Hả? Bà may lại luôn cả nhà đây nè. Nè, may luôn á. Nhìn thương chưa? Mày may luôn á, may luôn rồi. Nó lên á, lên quá. Đi chăn bò hôm nay nó lên quá. Bà chăn bò cho ai? Hả? Bà chăn bò cho ai? Bò người ta. Bò người ta nó có con á, là người ta cho 2 cái, 2 con, 3 con, nó nuôi rau á, là 2-3 con. Nếu là nuôi ít thì là 1 con. Là con của bà đó ha. À. Bà trên đây là bằng chằng bò cho con của bà. Dạ. Là 2 con. 2 con. Tài sản lớn nhất là 2 con bò. À. 2 con bò bự không bà? Bự chứ. Bự hả? Kia. Dạ. Tài sản lớn nhất là 2 con bò, sau này lỡ có mà bệnh hay là ốm đau hay là mất xuống cũng có cái tài sản. Tại vì bên phong tục quá cả nhà, thì khi mà mất xuống thì cũng phải có bò, có heo. Heo có, gà có, heo có. Dạ. Bò 2 con. Bao nhiêu đâu. Dạ. Nghén là 5 con. 5 con đã chết. Dạ. Chết mua hôm nay là chết hết luôn. Dạ. Nó khác 4 con hả? Dạ. À. Người ta không có đâu bán. Dạ. Nó xấu lắm, người ta không có bán đâu. Biêu người ta bán, người ta không có bán đâu. Dạ. Đã ăn không à? Ăn không. Ăn không à. Thì con sẽ hỗ trợ bà bắt cái đèn lên nha. Ừ. Rồi bà đợi con một chút xíu nha. Dạ. Bà đem cái vỏ bắp ra cho dê ăn cả nhà. Dạ. Ở đây thì chú Lê Thang thấy là bà có nuôi một con heo. Cái này là heo. Con heo đây, con heo của bà nuôi lâu chưa bà? Ba heo năm tháng rồi. 5 tháng rồi. À. Heo. Bà lấy bắp cho heo ăn. Lấy cái vỏ bắp mà con heo nó cũng ăn cái vỏ bắp nữa cả nhà. Ăn bắp. Hoàn cảnh bà con nghèo miền núi á, người đồng bào rất lay thì nhà ai cũng phải có một con heo. Ừ. Đa phần là như vậy. Nhìn cái chuồng dê của bà sao có chút xíu vậy bà? Ba xíu không hả? Bà không đỡ lớn. 4 con hả bà? Hả? À? Dê đây là dê là con của bà hay là của bà luôn? Dầm dê của bà. Dạ, dê này là bà dành dụm bà mua đó hả? Chết hôm bữa là 2 con. Dạ. 2 con là nếu biểu người ta mua, người ta không mua á, nó xấu á. Dạ, con dê nó xấu, bà bán là người ta không mua. Nó tốt thì người ta có mua á. Dạ. Mua không có tiền đâu. Khi 1 triệu này 500 à. 1 con 1 triệu có 500 thôi. Rồi. Dê này bà nuôi lâu chưa bà? Lâu rồi. Lâu rồi. Nó 5 tháng 6 tháng rồi á. Dạ. Sao bà không thả dê đi ăn đi bà? Hả? Sao bà không thả ra cho con dê nó đi ăn? Sợ nhờ ăn đậu. Sợ ăn đậu. Ăn đậu ở kia á. Dạ. Ăn chút đậu nữa. Của người ta hả? Rồi nhìn cái chuồng dê của bà sao nhìn thấy lỏng liễu chứ bà? Cái chuồng này là bà làm hay là con bà làm? Bà làm chứ cũng phải còn làm á. Dạ. Những chuồng dê thấy thương chưa? Bà làm cũng phải còn làm. Con ở trường làng sao cơm làng. Con đi con học á. Con nhỏ học á. Dạ. Vậy là tài sản lớn nhất của bà là 4 con dê. Hả? Tài sản lớn nhất của bà đó hả? Bà sống lớn của bà. Thôi mình đi vào nhà đi bà đi. Bà ở trên một cái đồi núi á cả nhà. Mời cả nhà mình ăn bắp của bà này cả nhà. Bắp của người đồng bào rất lay trồng. Nướng nhìn cho bắp rất là đẹp cả nhà. Vàng khè luôn. Xin bà một trái ăn trải nghiệm. Thơm quá bà ha. Thơm chứ. Cả nhà mình dùng một miếng nha cả nhà. Và nở đậu.
Ngon quá bà. Ngon hả? Dạ, bà ăn ngon hay? Bà không không ăn. Bà nó đập mày ăn được á, bà đảo ràng á. À, cũng hiểu rồi. Bà không có ra nó bà. Đập xong là ăn á. Đập là kêu bằng lứa đúng không bà? Đúng không? Chúng ta ăn đập một cái, ăn một cái, đập một cái, ăn một cái á. Dạ, đập ra mềm hả bà ha? À. Ngon quá. Ngon quá bà ơi. Ngon quá. Ăn nó... Mời cái nhà mình dùng một miếng. Ngon lắm cả nhà ơi. Như chị ạ, giờ rồi bật. Bà ơi. À. Dạ. Con đã bắt cái đèn năng lượng cho bà rồi nha. Dạ. Con bắt ở hướng này. À. Để cho ánh sáng chỉ ra ngoài. Để bà đi ra đi vô. Rồi bà ngủ. Là sinh hoạt ăn cơm. Giờ con sẽ hướng dẫn cho bà sử dụng nha. Con sẽ cài cho bà là 5 giờ chiều. Tại vì ở trên đây là núi rừng ở cả nhà. 5 giờ là tối rồi, là sập tối rồi. Con sẽ cài cho bà là 5 giờ là tự động 5 giờ chiều là cái đèn này sẽ bật lên. Dạ, rồi 5 giờ tới 5 giờ sáng là sẽ tắt. Còn mà nếu bà muốn sử dụng là từ bà mở á, thì cái nút này là nút mở. Nút mở. Nút này là nút tắt. À, nút tắt. Ở trên là mở, dưới là tắt. À. Bây giờ con mở thử một lần cho bà xem nha. À. Đây. Sáng chưa? Sáng rồi. Tắt đã không? Hả? Đã không? Có. Tắt à. Tắt đây, mở đây rồi bà con tắt sẽ tắt cho bà mở lại nha. À. Rồi bà mở đi. Bà mở cho quen. Để em ơi. Dạ. Được ha. Được rồi. Tắt hay bà tắt đi. Chỉ vô cái đèn. Bà cầm cái này bà chỉ vô đèn. Rồi tắt hay bà tắt đi. Tắt ở dưới, tắt ở dưới. Nút dưới, nút dưới. Không, nút dưới đó lại nút đây nè. Dạ. Chỉ vô chỉ cái đầu mốt vô. Đó. Rồi mở lại bà, mở lại cho quen nghe. Đó, rồi bà tắt hay bà. Được rồi. Được chưa? Cảm ơn nha, cảm ơn cháu. Mừng không bà? Dạ, mừng. Có sáng mừng không? Mà sáng à, bà mừng lắm, bà tục lắm á, bà tục của cháu á. Bà mừng bà tặng cho con một làn vỗ tay đi. Tặng cho ta hả? Dạ. Tặng cho cô Tư một làn vỗ tay nho nhỏ đi. Vỗ tay. Vỗ tay hả? Dạ. Vỗ tay nha. Cảm ơn nha con. Bà vô tính thân thiện cả nha. Ngon quá. Bà ơi, dạ. Ngồi những cái thiết yếu, đèn năng lượng, thì con cũng có một cái món quà nho nhỏ để dành tặng cho bà nữa. Dạ. Con sẽ tặng cho bà một ít tiền, để dạ, cho bà đi xuống làng đi. Bà mua thịt về bà ăn. Dạ. Mua gạo, thì gạo có rồi. À, gạo có rồi. Khi nào hết thì mua. Mì tôm có rồi, dạ. Cá có rồi, bột ngọt có nè, dầu chiên có nè. Thiếu dạ. Thịt. Thiếu thịt thôi. À, thiếu thịt thì thịt nè, nếu con nó bà thì nó bệnh á, làm có tiền mà mua thuốc uống. Dạ. À, mua thuốc nè, đi khám nè. Xe có đường xe ra xe dầu xe có. Dạ. Rồi xe xong là nó đi á. Là có tiền. Dạ. À, con nó chờ. Bà bị đau xương khớp hả? À. Bé đây này này là ăn nhiều không được á, là ăn có nửa chén à. Bị đau bao tử. Ờ. Dạ, chắc có lẽ là bà ăn bắp nhiều quá nên bị đau bao tử. Ăn bị bà không ở rừng á. Dạ, con tặng tiền cho bà để cho bà mua thuốc uống nha. Dạ. Con tặng tiền cho bà khi nào bà mới về làng? Bà chân nào là mai mốt ba mới lên á. Mai mốt bà mới về. Ờ, mới về. Hai ba đêm ba mới về. À, bà đợi con ăn không miếng bắp này ngon quá. Ngon quá cả nhà. Vừa nhai vừa nói chuyện. Bà ơi. Tiền này không phải là tiền của con. Dạ. Tiền này là của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. À. Trong nước và ngoài nước. Ở Việt Nam và ở bên nước ngoài nữa. Bà biết nước ngoài không?
Ờ, bà bên nước ngoài không biết. Bà biết máy bay không? Bà biết à. Máy bay bay trên trời á. À hả? Dạ. Là đi bằng máy bay đó mới qua được rồi. À hả? Dạ. Thì con sẽ đọc tên Mạnh Thường Quân cho bà nghe nha. Dạ. Mạnh Thường Quân hôm nay giúp đỡ hoàn cảnh của bà là có tên Mạnh Thường Quân. Đầu tiên là cô Trần Lê Thanh ở Mỹ 500.000. Cô Tư ở Lâm Đồng 200.000. Chú không tên 300.000. Cô Trịnh Đặng ở Mỹ 500.000. Cô Lê Thị Minh Nguyệt ở Mỹ 500.000. Tổng số tiền 5, 10, 15, 20. Tổng số tiền là 2 triệu. Nhưng mà con cảm ơn nha con. Cảm ơn nha con. 2 triệu nhưng mà con mua những cái thiết yếu là 25 kg gạo và mắm muối ngọt, bột ngọt, đường, dầu ăn, xà bông, giặt đồ, xà bông rửa chén, xà bông gội đầu. Tổng cảm cộng hết nha, là cảm một nha, cảm ơn chào, cảm ơn nha. Cá khô nữa là tổng là số tiền là 1 triệu. Thì còn lại 1 triệu. Thì con sẽ tặng số tiền còn lại cho bà ha. Dạ. Rồi bây giờ bà gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân giùm con nha, để cho Mạnh Thường Quân vui. Cảm ơn nha con. Cảm ơn nha, cảm ơn con nha. Bà vui không bà? Bà vui cho bà tốt lắm mà con bên á. Trước giờ có ai vào trong đây tặng quà cho bà chưa? Chưa. Chưa có hả? Chưa tặng à. Còn lại 1 triệu là bà muốn lấy tiền lẻ hay là lấy tiền chẵn bà? Là tiền chẵn. Lấy tiền chẵn hả? Bà biết tờ này bao nhiêu tiền không? 500. Giỏi dữ ta, hay dữ ta. Ở trên núi mà biết tiền 500 rồi không á ha. Cái này là 1 triệu. 2 tờ là 1 triệu. À. 2 tờ là 1 triệu. Sao bà không lấy tiền lẻ đi cho dễ sử dụng? Tiền lẻ không được á. Vậy con đổi tiền lẻ cho bà nha. Dạ. Nhiều quá bà cầm sợ mất. Thà 2 tờ nó gọn. Dạ. Có mất đâu, có sơ mất đâu. Mất ở trong túi luôn, đi theo luôn á. Dạ. Vậy con đổi tiền lẻ cho bà ha. Để tiền lẻ ra nhiều tờ cho nó nhiều thôi bà ha. Tờ như nhiều lắm. Đi mua đồ thì cũng dễ nữa. Dễ sử dụng. 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ, 6 tờ, 7 tờ, 8 tờ, 9 tờ, 10 tờ. 1 triệu. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn nha con. Cảm ơn tốt nha. Thấy bà vui đi chân lên thang cũng vui cả nhà. Nghe bà chia sẻ cuộc sống của bà phải nói rất là thương. Cũng may mắn rằng bà cũng có vài con dơi. Thì cũng là một cái tài sản để sau này bà có mất xuống thì cũng có cái đó để mình bán ra mình làm đám tang. Thì phong tục người đồng bào đó cả nhà, ai cũng vậy hết á. Nhé. Rồi con chúc cho bà sức khỏe nha. Chúc bà có thật là nhiều sức khỏe. Sức khỏe nha, con ghé nha. Con nó lên. Bà năm nay là 85 tuổi thì thấy bà cũng mạnh khỏe. Và tuy rằng bà sống ở rừng núi nhưng mà bà ăn những cái lá cây rừng thiên nhiên thì không có thuốc men thì cũng sức khỏe thì cũng cứng cáp, dẻo dai. Con nó nói ra, con nó thám này là có ăn cây rừng nữa. Dạ. Ăn cơm nè, canh nè, lá. Bà bỏ tiền vô túi đi bà. Thôi con xin phép là con đi qua bên hướng bên kia nha. Dạ. Rồi chúc cho bà sống lâu trăm tuổi nha. Chúc mừng, đi khỏe nha, đi khỏe nha con. Đi khỏe nha. Đức Trương Lương Thang xin thay mặt cho bà cảm ơn cô chú chị mình đồng quân trong nước và ngoài nước nè đã luôn đồng hành cùng với Đức Trương Lương Thang đến thăm bà con nghèo miền núi, hỗ trợ cho bà con những cái món quà tình thương, một ít tiền để có thể là có thêm cái động lực những ngày sắp tới cuộc sống sẽ ổn định hơn. Cũng là một cái món quà tinh thần. Cảm ơn cô Tư Bình Dương đã tặng điện năng lượng cho bà con. Xin chúc cho đại gia đình của mình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an cho cuộc sống. Bây giờ Đức Trương Lương Thang sẽ tiếp cận hoàn cảnh phía bên kia của chị gái hồi nãy mà đến thăm bà cả nhà. Qua bên đó hội thăm hoàn cảnh của chị gái như thế nào. Có thể là khó khăn thì Đức Trương Lương Thang sẽ giúp đỡ cả nhà. Quỹ của chú không tên đã hết. Đức Trương Lương Thang giải ngân của chú đã hết quỹ của chú rồi. Thì mong rằng chú xem được video thì cũng hài lòng và vui vẻ. Và những cái quỹ của cô chú anh chị mình thường quân còn lại, Đức Trương Lương Thang sẽ giải ngân tiếp theo những hoàn cảnh mới.
À, còn những quỹ mà đôi chân lang thang chưa giải ngân đợi hơi lâu á, thì mạnh thường quân có thể là liên hệ với đôi chân lang thang để đôi chân lang thang có thể là giải đáp cái thắc mắc, và mạnh thường quân có thể là gọi cho đôi chân lang thang góp ý để giúp hoàn cảnh nào để đôi chân lang thang có thể là làm theo lời của cô chú anh chị mạnh thường quân dặn dò để cô chú anh chị mạnh thường quân vui và hài lòng. Cảm ơn cả nhà đã luôn dành thời gian với báo xem video ủng hộ đôi chân lang thang. Bye bye cả nhà mình, hẹn cả nhà mình những tập video mới. Bye bye. Bye bye. Bye.